Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình có một sản phẩm từ Lazada nữa, đó chính là một chiếc kẹp điện thoại điều khiển giá 10.000 nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp và review cho các bạn xem nha. Thì đây chính là sản phẩm chúng ta nè các bạn, rất là cứng luôn các bạn. Thì sản phẩm này được làm bằng một cọng thép kim loại nha, nên rất là cứng cáp để khi các bạn kẹp điện thoại không bị rung lắc nha các bạn. Đây, giờ bây giờ mình sẽ lắp cái đầu kẹp vô. Thì nó có một cái vòng dặn cố định cái đầu kẹp lại nè các bạn, thuộc dạng để xoay nha, rất là dễ lắp ráp. Các bạn dặn lại để cố định cho đầu kẹp chúng ta chắc chắn hơn nha. Đây, có một cái miếng cao su để giữ điện thoại của các bạn không bị trơn và trượt. Còn đây chính là đầu kẹp vào bàn. Đây, các bạn có thể uốn kẹo tạo hình tùy ý khi các bạn kẹp điện thoại. Và nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên lại cho mình một like và một subscribe để theo dõi nhiều video mới nhất của kênh này nha. Tạm biệt tất cả các bạn.